Nè, mới tạc xong nè, ảnh lên bờ nè. Đó. Ở đây anh nè. Ồ, bự nha. Hai anh luôn. Ồ, là kia anh đó kìa. Nào. Đó, đó. Ai ai đây đây, cái này hai con nè. Ba con luôn. Ồ, chỗ này cá giác nhiều nha. Đó. Đó, kìa. Ô kìa. Quá rồi, quá rồi, quá rồi, quá rồi, quá rồi. Vô gạo ơi. Đó nè. Đã quá, đã quá. Quá trời luôn rồi, bay luôn. Quá trời luôn rồi. Ô kìa. Sướng quá nhà kìa. Quá trời luôn ơi. Ô đặt đấy. Vô gạo anh ta ơi. Ngon 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 rồi, ngon rồi. Quá sướng, quá sướng. Đây, chảy nó nha ơi. Đó, cái đó. Ôi, chạy chạy ra. Vâng, vâng, chém đi. Đang chém nha. Ôi, cũng bự, cũng to nha. Nè. Ôi, đó, 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 đó. Ôi, dồi, bự quá ơi. Quá bự ơi. Theo đó, theo đó, theo đó, theo đó. Theo đó. Ôi, giống con kình kình ngư quá. Ôi, đại sống tạo ra, ôi, nè. Wow. Ôi. Ôi ơi. Đã chưa? Không thấy camera vậy đâu nè. Đây nha. Chà bá lửa luôn. Đó, được em nha. Quá trời luôn rồi. Nè cá chét luôn đó nha. Cá chét, cá đối nè. Ồ, cá đối nó ngon nè. Thấy chưa? Ngon chưa? Cá chép nè, thua rồi đó, mới rồi lên đó. Thấm thuốc rồi, ôi ôi trắng tinh luôn. Ủa không, thua con này nhiêu nha. Con này có con một đầu tiên là nó út à. Ủa nè. Đó, ba em. Đó, kìa kìa kìa. Đây nè. Lên 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 luôn. Bự ra bá lửa luôn. Ê, bự hơn con kia. Cục đòn hơn. Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà ăn thương cơm mình nha. Thì hôm nay mình lên Vinh Dương của anh ba mình thuốc cá cả nhà ơi. Đi có ông Phương nè. Chào cả nhà Phương ơi. Rồi, giờ bạn Phương đang mở thuốc cá. Đang, đổ vô xô ra. Rồi múc sình non ở dưới này nè. Mình bỏ vô xô nha. Rồi mình tạt cho con cá nó mau chết đó nha. Ở miền Tây mình thì một năm mình hút cá một lần, ăn cho nó diệt được cái con cá nhỏ đó. Mình thả con tôm mới vô nó sẽ còn nghe thấy hơi. Mình thả con tôm mới vô mà cá con nhiều quá, ăn hết rồi nha. Rồi mà cả nhà còn theo nha, anh em mình tạt hút cá và bắt cá ra sao nha. Chúc cả nhà có buổi sáng vui vẻ nha. Mình với bạn Phương tạt cái bên đây, còn anh ba tạt bên kia cả nhà. Đâu anh ba đặt cạnh kinh đó thẳng lên trên kia, còn mình với bạn Phương đặt từ đây đã thẳng lên trên cạnh này đó. Rồi người kênh xong rồi bắt ngược về cho nhà ơi. Sáng bình yên nha. Ông chợ đang chuyển mưa ra nè, đang thu nè. Đó mình chọn sình non vô vậy nè. Rồi mình đặt nha. Hút cá này chỉ đập với con cá thôi nha, chứ người ta không đập cả nhà ơi. Cái mùi cũng dữ ha. Giờ mới thẳng dẫn luôn ha. Rồi mình đi ra cả nhà ơi.
À, từ dưới kia mình đặt lên dạy tới đây rồi. Mình đặt đường này, miếng vuông này mình đặt 30 kg thuốc cá. Nhiều ít. Ừ. Tưởng đâu không kêu nè, em đầu tư hết luôn á. Cho hết luôn không? Tưởng đâu bên kênh, vậy là chắc chỉ quăng đường giữa. Ở giữa dưới nè. Ở giữa này không không đặt là cũng có cá con nguyên si luôn. Ồ, cá nhiều quá trời ơi. Cái này cá đối nhiều ạ. Cái mấy cá ngon ngon có cái tiền chứ. Ồ, vậy không? Ồ, xanh nước luôn. Thế mình đặt vậy đó, đặt vậy ra thấm nước hồi là cá chết rồi nha. Nè nha, mới đặt xong nè, ảnh lên bờ nè. Đó, ở đây nè, ồ, bự nha. Hai anh luôn. Ồ, là kia anh đó kìa. Đó, đó, đó. Ai, ai, trên đây, chỗ này hai con nè. Ba con luôn. Ồ, chỗ này cá giác nhiều nha. Đó. Dứt à. Ôi đây hai con này bự nè. Ôi ôi đã quá, đã quá. Đó. Thắng tươi ha. Con lành luôn. Đây đây anh bự nè. Ôi 4 con luôn à. Ôi vô gạo rồi. Ôi kìa, quá trời ơi. Ôi. Đã quá. Trời ơi kìa. Ôi kìa. Quá rồi, quá rồi, quá rồi, quá rồi, quá rồi. Vô gạo ơi. Nó chạy ra đâu? Nó ra. Đảo quá, đảo quá. Quá trời luôn rồi, còn bày luôn. Quá trời luôn rồi. Ô kìa. Xuống quá nhờ kìa. Đó, có vậy nè. Quá trời luôn giờ. Đấy. Thôi giờ mình tập thêm đi chứ hồi sợ 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 nó ấy á. Quá trời bên kia luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi nè. Ô quá trời ơi. Quá trời luôn ơi. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Quá trời luôn ơi. Ô đặt đấy. Vô gạo anh ta ơi. Ngon 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 rồi, ngon rồi. Trắng con luôn. Rồi rồi mình đi dớt cái vậy. Ó trời ơi đây đây nè. Nó bự rồi. Ồ nó bự kìa. Đã thì đã thiệt. Ờ đây con này bự nè. Ôi. Đã Phương ơi. Cái bự bự anh ơi, không nhỏ. Quá sướng, quá sướng. Chắc chìm hết rồi mà Phương.
Ồ, vậy lên trên chảng kìa. Rồi, rồi, lên chảng nhất đi. Đây, chảng thôi nha. Đó, cái chảng đó. Ờ, ôi, chảy chảy ra. Anh vẫn chảy đi. Này, chảy nha. Ôi, cũng bự cũng to nha. Nè. Ôi, đó, 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 đó. Ôi, dồi, bự quá ơi. Quái bự ơi. Theo đó, theo đó, theo đó, theo đó. Theo đó. Ôi, giống con kình ngư quá. Bự quá. Ở đây con có đâu quý ta? Nè. Quá bự ơi. Nè, ơi đại chúng ta đâu nè. Wow. Ô ơi. Đã chưa? Con thấy camera vậy đó nè. Đây nha. Chà bá lửa luôn. Nè. Ô đảo quá Phương ơi. Phương ơi. Đi rồi. Rồi 4 kg á. Lụm luôn, lụm luôn. Quá trời đã rồi. Cỡ 4 kg với lại á. Nào cùng nè. Nào cùng nè, không đâu. Ê, cái chảo kìa. Nó ra cái lô. Quài à. Cầm 4 kg với lại à. Cầm 4 kg với lại à. Con rồi. Ờ, được em nha. Quá trời luôn rồi. Nè cá chét luôn đó nha. Cá chét, ô cá đối nè. Ô cá đối nó ngon nè. Thấy chưa, ngon chưa. Cá chét nè. Quá trời ngon nha. Cá ngon nha. Rồi giờ mình đợi bắt nữa nha. Ồ đây em giảm rồi nè. Em này có 2 kg à. Rồi vô luôn. Được hai em chém nha. Rồi rồi. Anh kia à, nhỏ hơn con mấy nhiêu rồi. Có 2 con á, thấy 2 con à. Chỗ anh hai nó có con kìa. Cái nào? Cái này này. Trời. Ô, cái chém kìa. Trời ơi. Theo dõi nó được. Mình theo dõi nó đi. Như này con nè. Ờ, chỉ coi đi. Lên bờ, lên bờ ơi. Rồi, xong. Đó, đừng có nữa. Rồi. Cuối cùng rồi đó. Thua rồi đó, mới dòi lên đó. Thấm thuốc rồi. Ôi, ôi trắng tinh luôn. Ủa không thua con này nhiêu nha. Đó, 2 em. Wow, trời ơi, 2 em quá trời. Quá trời. Quá trời ơi. Cũng một lứa nha. Ôi, được 2 em rồi. Ồ, đã chưa. À, đây đừng con nè nha. Ôi, quá trời ơi. Yeah. 70.000 ký. Nè nha. Con này cũng không có thua vô kia à. Cả con sao à.
con này có con một đầu tiên là nó út rồi. Ô này. Đó, ba em là trên 10 kg nha. Này giáp con cái lên ba. Con giữa con cái đó ha. Được chưa? Im cá nâu nè. Ô đã chưa? Ô. Cá chét. Ngon lành luôn. Mất tiêu chưa rồi? Đó. Ngon lành cành đào nha. Ba con này còn tiền này. Ở với mình hình như là 70 ngàn ký này nè. 70 ngàn ký. Ngon lành chưa? Ôi ôi nè. 1 gan nè, 2 gan, 3 gan nha. Đã rồi, cá chét nè. Giờ đi vớt thêm nữa. Quá trời đã rồi. Thì trên đó con kinh ba. Chở xuồng lên đó, chở cái xuồng qua đó thằng con đó. Đó đó đó, chạy lên đó, hứng hứng nó luôn, hứng nó luôn, hứng nó luôn. Vô mình về không còn cá chốt ha. Hình giờ xưa trước là vô này nha, cá chốt lắm nè. Giờ không còn ha. Giờ mình tạm thời dừng clip đây nha nhà. Mình để một hồi cho nó chết nó hẳn rồi mình đi mò nha. Rồi mình sẽ quay nhà xem lúc mình đi mò nha. Giờ mấy anh em mày vậy quá rồi. Đó, cho nhà xem ba cái chẽm nha. Đầu tiên nha. Đợt đầu tiên là được ba cái chẽm với mớ cá chét với hai con nâu nha. Giờ mình cái chẽm nó như ta. Ở đâu à? Mới thấy nó chạy nó bự quá mà không. Lụm đó, lụm đó. Rồi. Được thấy nó mệt ha. Kìa kìa. Đó. Đó cái nào đó. Được em nâu nữa. Nâu với em chét nha. Ồ cái con cá đối này trời ơi, nó uống kìa. Cá nâu mình. Lạ cá đối. Bây giờ trên đường mình đi về nha. Mình đi về mình đặt dài gì trên dưới nè. Mình gặp con cá chẽm rồi. Con này con không có nhỏ hơn ba con kia nha. Cái nhà xem con cá chẽm bự nè. Mời tới tới thôi. Cá chẽm chưa? Cái này nè. Chìm vô đây đó nghe. Nó giọt ở đây rồi. Chìm nữa. Thấy qua đây rồi. Qua cái bên đây. Rồi. Qua đây nè. Đó kìa kìa kìa. Đây nè ha. Lên luôn. Bự gà ba lửa luôn. Ê, bự hơn con kia. Cục đòn hơn. Nhắn cũng à. Nhắn không bên kia nhớ. Đã chưa bốn em rồi. Ôi bốn em nè. Ôi nó uống nó vậy là trời. Nè, vậy nè. Ô trời nó ngon. Ô là trời nó ngon nè anh ba, anh hai ơi. Này bắt có bắt cá chẽm mà trên xuồng có me nè, có cá giác nè. Sẵn rồi sẵn. Rồi mình đi vô cái nhà, vô cái nhà mình vô mình đặt ở giặt dưới xíu nha. Mình chờ để cho cá ngắm thuốc rồi mình sẽ mồi nha. Ôi sướng quá. Rồi giờ mình vô mình đem cá đi bán trước nha. Mình bắt bốn cá chẽm mình đi bán nha. Con nó nhỏ. Như là con chẽm này. Ủa con bớt thuốc rồi á. Đi lên. Đi lên cái nó làm mà nữa à.
nổi tiếng đó, thành người nổi tiếng. Rồi, cá ngựa bự ha. Lúc đường vô không có đi đâu, nó chết luôn. Cái này cái gì? Cái đứa mèo. Chút xíu nữa. Cái đứa mèo. Nó lê chỏi luôn. Nói không nghe lấy chở. Nói không? Cả nhiêu ký Phương? Cả nhiêu ký? Mấy ký đây nè. Đó không, có khán giả quá đông rồi thấy không? Có đâu, còn ký không có đâu. Cá chét nè. Thôi chắc bự bán đi. Mấy cá chét bự rồi, kẹt rồi. Cá nông nữa là bỏ đi. Mấy giờ em chụp. Cá nó ngon nè. Cá đói vậy lại luôn. Cá ngon quá trời ngon rồi ha. Ồ, cái đâu cái này nha. Đú nè. Cục hoài luôn. Các bạn có đổi cái trứng nè. Nó ngon nha. Đố mềm luôn trứng không à. Dường 2 đó, thủ cái trái giác là vô đấu 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 lạc đó. Nặng nha. Ồ, một số luôn. Rồi. Đầu tiên nhiêu nha. Chúng ta biết cái nhà, hẹn nhà clip sau nha. Hẹn cái nhà clip mình đi mò cá nha. Thử rồi bữa nay em bắt được con cá gì và bự nhỏ là sao nha. Ít nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.